Anh rất muốn đầu tư chứng khoán một cách an nhàn. Chị cũng rất muốn đầu tư chứng khoán một cách đơn giản. Nhưng tại sao những sự đơn giản và an nhàn của anh chị nó khó quá vậy Hà Dũng? Và câu chuyện của thị trường chứng khoán của tháng 4 năm 2018 cho đến tháng 5 năm 2020, nó ghi nhận những sự đầy biến động. Đầy biến động trong kinh tế thị trường, đầy biến động trong thị trường chứng khoán và đầy biến động trong tài sản của anh chị. Và anh chị sẽ luôn luôn đặt ra một câu hỏi trong những giai đoạn khó khăn. Vậy đầu tư cổ phiếu dài hạn, nắm giữ cổ phiếu dài hạn hay mua cổ phiếu dài hạn, nó có còn hiệu quả nữa hay không? Và có nên mua cổ phiếu dài hạn nữa hay không được ra đời? Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với Đầu tư Chứng khoán cùng Quang Dũng. Nên những chia sẻ mỗi tối, Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức, vì không sớm thì muộn, Dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh Đầu tư Chứng khoán. Vậy mua cổ phiếu dài hạn, nắm giữ cổ phiếu dài hạn hay tích trữ cổ phiếu dài hạn có nên hay là không nên? Chúng ta sẽ đi với nhau về 3 vấn đề. Đầu tiên đó là thế nào là nắm giữ cổ phiếu dài hạn, có nên hay là không nên nắm giữ, và bối cảnh ở thời điểm hiện tại, kết luận và đưa ra phương án như thế nào cho phù hợp. Vậy có nên nắm giữ cổ phiếu dài hạn hay không? Dũng lại đặt ngược ra một câu hỏi với anh chị. Vậy anh chị là nhà đầu tư, anh chị là giới kinh doanh hay anh chị là các tay đầu cơ? Vì nếu như anh chị coi thị trường chứng khoán là một rổ hàng hóa và anh chị mua và kỳ vọng lời ngay lập tức, đó là lướt sóng, đó là đầu cơ. Nhưng nếu như anh chị coi kinh tế thị trường là một cái kênh đầu tư hấp dẫn và anh chị muốn mua cổ phiếu trong vòng 2 tuần, 4 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng và anh chị kỳ vọng lợi nhuận nó phải gia tăng một cách nhanh chóng, thì anh chị là những người kinh doanh. Nhưng nếu anh chị coi thị trường chứng khoán là tài sản và là một kênh đầu tư dài hạn, anh chị muốn dùng những dòng tiền tích trữ để mua những cổ phiếu đó, để khi những giai đoạn suy thoái anh chị mua được tài sản giá rẻ, và khi những nền kinh tế mình tốt hơn thì tài sản của anh chị gia tăng, thì đó anh chị là nhà đầu tư. Vậy nhà đầu tư quan tâm đến hai vấn đề. Đầu tiên đó là thị trường chứng khoán chung, VN-Index. Thứ hai đó là rổ cổ phiếu và danh mục cổ phiếu của mình có tăng hay không. Vậy hai luồng suy nghĩ của nhà đầu tư dài hạn với những thứ tự ưu tiên. Ưu tiên đầu tiên đó là sức khỏe và bối cảnh của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại. Thứ hai đó là bối cảnh và sức khỏe của danh mục mình đang đầu tư, của doanh nghiệp mình đang đầu tư, và sẽ phớt lờ đi những biến động trong ngắn hạn trong điều kiện của sức khỏe kinh tế tốt và sức khỏe của doanh nghiệp ổn định. Vậy nếu như trong một điều kiện sức khỏe của nền kinh tế không tốt và ảnh hưởng đến sức khỏe của doanh nghiệp mình, vậy câu hỏi được đặt ra ở thời điểm hiện tại đó là nên hay là không nên nắm giữ cổ phiếu dài hạn, mua cổ phiếu dài hạn và tích trữ cổ phiếu dài hạn. Và Dũng làm một phép thống kê của 5 năm suy thoái từ năm 2008 đến 2013, của 5 năm phát triển của 2013 đến 2018 và của 2 năm suy thoái ngắn 2018 cho đến thời điểm hiện tại của tháng 5 năm 2020. Nếu như anh chị đọc báo và đọc được một mặt báo nào đó của một chuyên gia nào đó nhận định rằng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh, kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững, kinh tế Việt Nam vẫn đang phát triển, thì con số nó sẽ nói lên tất cả, và tài sản của anh chị trong 2 năm nay nó cũng sẽ nói lên tất cả. Không phải chuyên gia đánh giá mà chính tài sản của anh chị sẽ đánh giá được. Việc của năm 2018 cho đến 2020 chúng ta có suy thoái hay không, chính tài sản của anh chị sẽ nói lên điều đó. Và con số nó cũng sẽ nói lên một vấn đề: anh chị sẽ rất khó gia tăng trong những giai đoạn suy thoái, và phát triển tài sản của anh chị sẽ rất nhanh, thậm chí sẽ nhanh hơn các kênh đầu tư khác trong những giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Và nếu như trong bối cảnh ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng sẽ thấy chúng ta sẽ dễ lỗ hơn so với việc là chúng ta gia tăng. Vậy thì nên hay là không nên, nó phụ thuộc yếu tố đầu tiên, đó là yếu tố về bối cảnh. Và bối cảnh kinh tế của Việt Nam trong quý 1 năm 2020 nó đã chớm nở và chớm thấy được điều đó, và nó sẽ được thể hiện rất rõ ràng trên những con số của quý 2 năm 2020 và có thể là xa hơn nữa của quý 3 năm 2020. Nhưng nếu như đây là một bối cảnh của suy thoái ngắn thì nó đã đi được 2/3 chặng đường, và thực tế cũng đã chứng minh trong những giai đoạn suy thoái nặng và suy thoái dài của kinh tế Việt Nam từ 2008 cho đến 2013, anh chị vẫn sẽ gia tăng tài sản được ở một vài ngành nghề và sẽ bùng nổ tài sản ở những giai đoạn tăng trưởng nhanh. Vậy câu chuyện của nên hay là không nên, ngoài việc yếu tố về bối cảnh, nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố của việc ngành nghề phát triển và doanh nghiệp của mình. Và thực tế cũng đã chứng minh trong những giai đoạn phát triển và trong những giai đoạn suy thoái ngắn vẫn có những ngành nghề giúp cho anh chị gia tăng tài sản. Vậy câu hỏi được đặt ra là nên hay là không nên, Dũng sẽ đi với anh chị về hai vấn đề. Đầu tiên đó là bối cảnh, thứ hai đó là tầm nhìn. Vậy như thế nào là tầm nhìn? Nếu như chúng ta có một tầm nhìn đủ lớn để chúng ta đặt ra một câu hỏi, nếu như trong những giai đoạn suy thoái mà chúng ta không mua tích trữ thì đến những giai đoạn phát triển thì tài sản của chúng ta đâu có để mà gia tăng.
Nếu như các anh chị đặt ngược lại một câu hỏi với Dũng, nếu như những giai đoạn suy thoái chúng ta rời bỏ cuộc chơi, chúng ta cắt lỗ và rời bỏ, và đến những giai đoạn phát triển chúng ta sẽ vào lại, đồng ý những câu trả lời đó là những câu trả lời hợp logic với anh chị. Nhưng nếu như kinh tế phục hồi, Dũng tin chắc tài sản của anh chị nó đã gia tăng 20, 30, thậm chí 50% trước đó, vì kinh tế, vì thị trường chứng khoán và VN đất nó vẫn luôn là một thước biểu, thước đo đi trước nền kinh tế từ 3 tháng cho đến 6 tháng. Do đó, tư duy về tầm nhìn dài hạn nó phải giải quyết được hai bài toán. Đầu tiên đó là những giai đoạn suy thoái này, chúng ta có đủ nội lực để mua tích trữ những tài sản dài hạn hay không? Và đến những giai đoạn phát triển, tài sản của chúng ta, cổ phiếu của chúng ta, nó có đủ nhiều để gia tăng hay không? Vậy nên đầu tư dài hạn nếu như anh chị có một tầm nhìn đủ dài. Tầm nhìn đủ dài không phải là câu chuyện của tháng 5 năm 2020, mà là câu chuyện của tháng 5 năm 2022, là câu chuyện của tháng 5 năm 2025, là tầm nhìn của 3 năm tới, là tầm nhìn của 5 năm tới, không phải là tầm nhìn của giai đoạn suy thoái ngắn của 2020 như bây giờ. Đó là nên đầu tư nếu như chúng ta có một tầm nhìn về dài hạn. Vậy nếu đầu tư thì chúng ta đầu tư cổ phiếu nào và chúng ta đưa ra những phương án nào? Dũng cũng đã thuyết trình và đưa ra phương án rất rõ ràng với các anh chị học viên và các anh chị khách hàng về câu chuyện của việc mua tích trữ cổ phiếu là những cổ phiếu bền vững. Vậy những cổ phiếu như thế nào là cổ phiếu bền vững? Nó phải là kết quả của một quá trình, và bền vững hay không bền vững nó phải phụ thuộc vào giá cổ phiếu. Vì nếu chúng ta phân tích nó bền vững, chúng ta tin nó bền vững, nhưng giá cổ phiếu nó không thể hiện điều đó, chứng tỏ chúng ta đang phân tích sai và niềm tin của chúng ta đang đặt sai chỗ. Bền vững đầu tiên nó phải là kết quả, tức là giá cổ phiếu nó phải thể hiện cho những sự bền vững trước đó của những giai đoạn ổn định, của những giai đoạn tăng trưởng và của những giai đoạn suy thoái. Những doanh nghiệp bền vững là những doanh nghiệp phải được thể hiện vào giá cổ phiếu. Vậy bền vững hay không bền vững, đây chỉ là kết quả của một nguyên nhân trước đó. Vậy nguyên nhân trước đó đó là gì? Nó đến từ mô hình kinh doanh phải tạo ra dòng tiền. Những doanh nghiệp bền vững là những doanh nghiệp có chất lượng dòng tiền kinh doanh rất mạnh. Vì khi chất lượng dòng tiền kinh doanh rất mạnh, tiền nó sẽ chảy vào két sắt. Và một doanh nghiệp nào đó két sắt càng nhiều tiền, chứng tỏ mạch máu của doanh nghiệp đó càng lưu thông. Mạch máu doanh nghiệp đó càng lưu thông, chứng tỏ sức khỏe tài chính doanh nghiệp đó càng mạnh. Và trong những giai đoạn suy thoái, mọi người không nhìn vào triển vọng, nhưng mọi người nhìn vào sự chắc chắn, sự điềm tĩnh và sự an toàn trong cấu trúc tài sản, sức khỏe tài chính. Những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp có chất lượng dòng tiền kinh doanh rất mạnh, nhưng đây cũng chỉ là kết quả của một nguyên nhân. Nguyên nhân trước đó nó đến từ một mô hình kinh doanh nó có tính chiều sâu. Một mô hình kinh doanh có tính chiều sâu nó được cấu thành từ rất nhiều thành tố, và những thành tố này đều có những sự gia tăng. Gia tăng tiền trong két sắt, gia tăng tiền trong tài sản, gia tăng sản phẩm trong hàng tồn kho, gia tăng cấu trúc trong tài sản cố định. Những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp có tính chiều sâu, cho nên những sự gia tăng nó mang tính rất đầm và chắc chắn. Những doanh nghiệp này mỗi năm chỉ tăng trưởng về chiều sâu này nó chỉ 15-20%, nhưng nó đã duy trì 1 năm trước, 3 năm trước, 5 năm trước, thậm chí là 10 năm trước. Thì câu chuyện của những giai đoạn khó khăn, những doanh nghiệp này nó sẽ tồn tại được. Nó giống như là một con thuyền lớn, và thuyền lớn nó đã trải qua rất nhiều sóng gió bão táp của biển cả, thì nó sẽ vượt qua được những sóng gió của suy thoái ngắn của nền kinh tế của năm 2020. Những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp có tính chiều sâu. Vậy anh chị cũng có thể mua và nắm giữ những cổ phiếu dài hạn nhưng không có tính chiều sâu. Không có tính chiều sâu nó cũng được thể hiện trên giá cổ phiếu. Những doanh nghiệp không có tính chiều sâu tức là không bền vững. Không bền vững thì giá cổ phiếu tăng rất mạnh trong những giai đoạn tốt, nhưng giảm cực kỳ sâu trong những giai đoạn xấu. Vì sao? Vì những doanh nghiệp này không có tính chiều sâu trong mô hình kinh doanh, bị phụ thuộc hoặc ngành nghề có tính chu kỳ. Những doanh nghiệp dạng này chúng ta vẫn đầu tư dài hạn và có một tầm nhìn dài hạn được, nhưng đôi khi chúng ta cần có một chút đặt cược và yếu tố may mắn trong đó. Vậy tại sao Dũng trao đổi với anh chị cần có một chút đặt cược và các yếu tố may mắn trong đó? Vì kinh doanh và các số liệu nó đều rất xấu. Nó được thể hiện ở chuyện doanh nghiệp này có tính chất không tạo ra dòng tiền ít nhất trong 1 đến 2 năm tới. Mà không tạo ra dòng tiền, nợ vẫn phải trả, lương vẫn phải trả, thuế vẫn phải trả, thì tiền đâu doanh nghiệp trả? Tức là tính đến thời điểm hiện tại của năm 2020, doanh nghiệp này rất yếu về sức khỏe tài chính. Và doanh nghiệp này chúng ta cần đặt cược. Vậy đặt cược cho cái gì? Đặt cược cho sự phát triển lại của kinh tế, đặt cược cho sự phục hồi của nền kinh tế, và đặt cược cho sự khống chế dịch bệnh của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vì khi kinh tế phục hồi, khi kinh tế phát triển thì ngành nghề sẽ phát triển, ngành nghề sẽ phục hồi. Những doanh nghiệp dạng này nó cực kỳ yếu trong những giai đoạn ở thời điểm hiện tại, nhưng nó sẽ bùng nổ rất nhanh trong một thời gian rất ngắn khi kinh tế phục hồi và ngành nghề phục hồi. Do đó anh chị vẫn có thể đầu tư và nắm giữ cổ phiếu, mua tích trữ những cổ phiếu có tính chất chu kỳ, nhưng chúng ta cần một chút đặt cược ở nền kinh tế và đặt cược vào sự phục hồi của nền kinh tế. Vậy những doanh nghiệp nào là những doanh nghiệp có tính chất chu kỳ?
là những doanh nghiệp mà cung ứng dịch vụ, những sản phẩm có tính chất giá trị cao. Vì giá trị cao thì phải cần một thời gian rất dài để chúng ta tích lũy, tích trữ để sở hữu những sản phẩm đó. Những doanh nghiệp có tính chu kỳ ở những giai đoạn khó khăn và suy thoái thì là những doanh nghiệp giá cổ phiếu sẽ giảm rất mạnh. Nhưng những doanh nghiệp này nó sẽ phát triển và bùng nổ rất nhanh trong những giai đoạn tăng trưởng. Do đó tầm nhìn và một chút may mắn, một chút đặt cược thì cũng có thể mua những cổ phiếu mang tính chất dài hạn. Nhưng anh chị sẽ không nên đầu tư dài hạn trong mọi điều kiện của nền kinh tế có tốt, nền kinh tế có xấu hay nền kinh tế có ổn định, ở những doanh nghiệp có tính chất ma mạnh về tài sản, về ma mạnh về dòng tiền. Và tất cả đó là những doanh nghiệp ma. Những doanh nghiệp ma là những doanh nghiệp như thế nào? Là những doanh nghiệp nó có những sự ma mạnh bút toán kế toán trong cấu trúc báo cáo tài chính. Vì khi kinh tế của 10 năm phát triển giá cổ phiếu đã giảm, thì anh chị kỳ vọng gì ở những doanh khó khăn, những doanh nghiệp này nó sẽ phục hồi. Và do đó những doanh nghiệp này về lâu về dài nó sẽ tích tiến về không đồng trên một cổ phiếu. Do đó anh chị hãy né những doanh nghiệp này ra. Còn nếu như anh chị chưa đủ trình độ, chưa đủ khả năng để né những doanh nghiệp này ra, có thể gọi một cuộc gọi cho Dũng và Dũng sẽ đưa ra những phương án và tư duy để anh chị có thể nhận diện những doanh nghiệp dạng này để chúng ta không nên đầu tư. Vậy kết luận ở thời điểm hiện tại và hành động như thế nào? Hành động của chúng ta là chúng ta coi cổ phiếu là tài sản và tích lũy nó ở những vùng giá tốt. Và lịch sử cũng đã chứng minh anh chị sẽ chọn được một vùng giá tốt khi anh chị biết kiên nhẫn và biết chờ đợi ở những vùng giá thực sự tốt đối với các cổ phiếu mang tính chất bền vững và kế hoạch tài chính một cách rõ ràng đối với những doanh nghiệp bền vững, đối với những doanh nghiệp chu kỳ, và coi cổ phiếu là tài sản và tích lũy nó ở những vùng giá thật tốt. Trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng về câu chuyện của việc nên hay là không nên mua cổ phiếu dài hạn, nắm giữ cổ phiếu dài hạn, tích lũy cổ phiếu dài hạn. Dũng tin luôn đây là cái gốc rễ của nền kinh tế. Và nếu như chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta coi cổ phiếu là tài sản, có thể trong giai đoạn hiện tại tài sản của anh chị sẽ bị suy giảm, tài sản của anh chị không gia tăng, nhưng đến khi kinh tế phục hồi và đến khi nền kinh tế phát triển, tài sản của anh chị gia tăng một cách rất mạnh mẽ. Và trên đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng, hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức và nhiều giá trị với các anh chị nhà đầu tư để mở tài khoản tại chứng khoán FPT, nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1%. Trong mọi điều kiện thì tiết giảm chi phí nó vẫn luôn luôn là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu như tầm nhìn của anh chị là 2 năm tới, 3 năm tới, 5 năm tới, anh chị chưa có một rổ danh mục, hoặc anh chị chưa tự tin để mà xây dựng một rổ danh mục cho anh chị, hãy liên hệ với Dũng và sử dụng sản phẩm quản lý tài sản đầu tư, nơi Dũng sẽ là người thuyết trình với anh chị, đưa ra phương án đầu tư cho anh chị. Từ phương án đầu tư đó, chúng ta sẽ đưa ra được phương án giải ngân, phương án tài chính có phù hợp với lại mức độ của anh chị hay không, vốn của anh chị như thế nào, mức độ rủi ro của anh chị ra sao và kỳ vọng của anh chị trong những năm tới là như thế nào. Khi chúng ta đã thống nhất được những câu chuyện đó, Dũng sẽ gửi cho anh chị những phân tích chi tiết về những doanh nghiệp mà chúng ta sẽ đầu tư trong những năm tới. Đó là sản phẩm tài sản đầu tư của Dũng. Trên đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần sau, khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3-5-7 từ 7:30 đến 9:30 tuần sau. Mà chi tiết xin lời với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.